Vâng, hello, xin chào cả anh em nha. Tiếp tục em lại lên xưởng quay cho anh em một chiếc thớt siêu to khổng lồ nhá. Vâng, trước mắt mọi người đang nhìn đây là một chiếc thớt siêu to khổng lồ. Hàng này em cưa từ một cái gốc cây này nhá, gốc cây siêu to luôn. Gốc cây này vanh một nghìn, hơn 1.000 nhá, vanh hơn 1.000 luôn. Đó, mọi người nhìn, bên em được cho thợ làm nữa nhá, bỏ hết rác nhé, làm lũa bỏ hết rác, rất là đẹp luôn, lũa rất đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy hoành tráng không? Có hoành tráng luôn, quá đẹp và đẳng cấp. Mọi người chơi thì có duyên sở hữu được tấm này thì đặt ở khu nhà gỗ nhé, nhà gỗ, nhà chòi, đặt vào là quá đẳng cấp luôn. Em đọc, em xin đọc kích thước nhá. Một đầu là 39. Một đầu là 34. Còn đầu này 2m2 nhá. 2m2. Đầu 34, đầu 39, 2m2. Bề dày là 60 nhá mọi người. Bề dày 60. Chiếc thớt này là dày 60 luôn. Được toàn bộ là hàng đông đặc nguyên khối nhá. Toàn bộ là đông đặc nguyên khối, rất là đẳng cấp. Tết đến xuân về thì anh em chơi cái tấm bàn gốc cây này là mỹ mãn luôn. Khi anh em chơi được, khi anh em mua tấm bàn gốc cây này, em sẽ tặng một chiếc bàn tròn mini nhé. Một chiếc bàn tròn mặt 1m1 đặt ở giữa luôn, đặt ở giữa chiếc bàn gốc cây này luôn, là khi anh em có khách tới nhậu là ngồi trên đó nhậu, ngồi trên đó nhậu với bạn bè, anh em, họ hàng thân thiết, đi đặt trong nhà gỗ thì là đúng bài luôn. Đó, rất là đẹp. Anh em nào được sở hữu tấm này thì là quá đẳng cấp luôn. Hiện tại Gia Lai chỉ còn sót tấm cuối cùng nha mọi người. Kích thước em đọc lại nha. Một đầu là 3m9, một đầu là 3m4. Còn đầu ngọn này là 2m2. Rất là đẹp luôn. Thợ em làm thủ công, phe tự nhiên, rua tự nhiên, rất đẹp. Vâng, rất đẹp. Hôm nay em đang cho thợ lên phun nhá, phun làm bài bản luôn. Video tới đây em xin kết thúc nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người chơi được tấm tấm sập gốc cây này thì liên hệ cho em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Vâng, em xin chào nha. Đang cho phun tập phun nhé.